Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là sáng thứ năm, ngày 4 tháng 5 nha. Nay có thời gian quay lên cho anh em xem một em máy nọc nha. Máy này là con em rất là ưng ý luôn á. Hiện tại là 2 kg 6 nha anh em. Anh em thấy nó đóng cặp mắt tốt không? Con này thì gà trống trung bày đã có những con có thành tích tốt lắm rồi ha. Đóng cái mồng rồi anh em thấy không? Con này còn lem lem chút nữa là chân trắng nha anh em. Cán hàng trơn rồi. Nói chung những gà nọc thì anh em biết rồi ha. Hai kg sáu nha. Má em nuôi là nó phải tốt cỡ này luôn á, lông lá nó phải tươi, phải mới cỡ này luôn á. Rồi quay anh em xem chơi nha, không có em không có chia đâu. Em thấy cặp mắt của nó không? Cái con người nó nhỏ xíu xíu à. Thường mấy anh gà mà có cái con người như vậy á, thì anh gà nó lanh lắm. Lanh với lại nó cáo già. Rồi chào anh em.